Người ta bàn nhiều về cái vấn đề cuộc chiến ở Afghanistan thì em có một số nhận định như sau. Nói chung là cái tụi phản động nó đưa ra ý kiến, nó so sánh cái quân đội giải phóng với lại cái quân Taliban. Thật ra mà nói là cái sự so sánh là em nghĩ là không có đúng, không có đúng. Bởi vì Taliban thật ra là một cái thật ra nó là một cái quân cờ của nước Mỹ thôi. Rồi sau này đó là Mỹ không muốn gạt Taliban ra một bên, cho nên là Mỹ mới nuôi một cái chế độ ngụy quyền Afghanistan, theo em gọi là chế độ ngụy quyền Afghanistan, thì để xóa sổ Taliban thôi. Thật ra là em nghĩ đó là nuôi một đứa con nuôi khác để mà giật một đứa con nuôi trước của mình thôi. Thì cái quan điểm của em là như vậy á. Với lại cái chế độ cầm quyền của Taliban nó có những cái chính sách nó hơi gọi là hơi phi nhân đạo, nó khác so với quân giải phóng của mình. Đấy, cho nên đối với em thì vào cái thời điểm này nhanh anh đó, theo em thì đến thời điểm này á, chúng ta cũng chưa nên vội đánh giá về Taliban. Còn cái chuyện mà Taliban sẽ là như thế nào nữa thì phải phải coi coi 5 10 năm nữa với những cái chính sách của nó là như thế nào. Cho nên em thì quan điểm là bây giờ so sánh là không có hợp lý. Tới thời điểm này em vẫn nói là Taliban là một cái tổ chức vẫn không không tốt đẹp gì. Còn mà muốn mà thay đổi về các cái quan niệm về Taliban thì em nghĩ là phải 5 10 năm nữa. Những gì mà diễn ra ở đất nước này 5 10 năm nữa thì mình mới có cách đánh giá toàn diện đúng đắn về cái phương diện này. Em cũng đồng ý với tất cả các anh chị á, là chúng ta chỉ so sánh là cái hình ảnh tháo chạy của ngụy Afghanistan. Cái hình ảnh tháo Đúng chạy của rồi. ngụy Afghanistan là nó giống như cái hình ảnh của ngụy quyền Sài Gòn trước kia. Em theo em như vậy đó, là cái hình ảnh hai bên là nó giống Đúng nhau. rồi, đúng rồi, đúng Còn rồi. về cái bản chất thì nó Đúng khác. rồi. Dạ, bản chất thì Nó khác có nhiều nhau cái chứ. nó khác nhau. Dạ. Nhưng mà tụ chung thì nó vẫn có một cái điểm cơ bản theo em nghĩ là như thế này nè, đó là một cái thể chế mà được dựng dựng lên bởi một cái đất nước ngoại bang, mà cái đất nước đó đến để mà đô hộ, đem bóc lột mình á, thì cái thể chế đó nó rất khó mà trụ được. Đó là em khẳng định Đúng luôn là rồi. rất khó để mà trụ được, hầu hầu như là 80-90% luôn là hầu như không thể trụ được. Bởi vì cái tính chính danh rất là quan trọng. Khi mà mình mới bắt đầu mình thành lập cái chính phủ đó, cái sự tin yêu của người dân, cái lòng dân về cái chính phủ cực kỳ quan trọng luôn. Còn khi sau này á, mình làm cái gì rồi rất là khó, mới đầu vô rất là quan trọng. À, em cũng nói với rất nhiều các anh chị á, như anh chị thấy là chế độ ngụy quyền hồi xưa cũng vậy đó. Là ông Diệm đến năm 59 thì ông ban hành luật 59 đó, thì ông cứ nghi kỵ khắp nơi, thấy người nào là cộng sản ông cũng chém, ông đòi giết, ông đòi chém. Thì như thế là dần dần cái lòng dân của cái chế độ đó nó sẽ dễ dàng nó bị mất đi. Em nghĩ là như vậy, nó dễ dàng nó bị mất đi. Ngoài cái việc trước kia là cái tính chính danh đã không có rồi đó, là một cái quân cờ của người Mỹ rồi, rồi các cái chính sách nó lại không có hợp lòng dân nữa, thì từ từ cái lòng người nó ly tán, thì dần dần cái chính phủ nó cũng đổ rồi. Đấy. Thì theo em nghĩ thôi đó, là so với cái ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa trước kia đó, thì em thấy hình như là cái mấy anh Taliban á, mấy anh mà chính phủ Afghanistan theo Mỹ này, thì em thấy có hơi tội nghiệp là ở chỗ là họ không hề được cảnh báo gọi là một cách rõ ràng hơn về cái việc Mỹ rời đi á anh. Theo em nghĩ là Mỹ rời đi trong chuyến này hơi đột ngột hơn so với cái đợt trước. Tại vì cái đợt trước thì có cái hiệp định Paris năm 73, Mỹ nó cũng thông báo trước rồi, nó cũng bật đèn xanh trước rồi. Là báo là sắp tới là tao đi đó nha, sắp tới tao đi á, tao chỉ gửi cố vấn lại thôi, tụi bay liệu đánh được đánh. Đó. Còn Taliban bây giờ thì em cảm nhận như là Mỹ họ rút nhanh quá. Em có cái cảm giác là họ rút một cái quá nhanh quá đột ngột. Em nói chuyện em cầm cái mic á, em đưa ngay cái miệng chút, có một con người ta nghe rất nhỏ em mà. Dạ, em cảm ơn em. À, thì em cảm thấy là cái việc rút ống thở của cực kỳ này của Tổng thống Mỹ có vẻ hơi nhanh, hơi quyết đoán hơn cái lần hồi xưa. Hồi xưa thì các anh chị cũng thấy là cái giai đoạn từ ngày 10, 19, 20 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên bầu trời của Việt Nam đầy, bầu trời của miền Nam Việt Nam đầy trực thăng hết. Em thấy phát phim tài liệu đầy trực thăng di chuyển từ ở ngoài biển vô để rước sĩ quan, binh lính, vợ con, người thân của những cái người gọi là chế độ cũ. Nhưng mà đợt này thì hầu như rất là ít, những cái cảnh nó có máy bay có nhưng mà không có nhiều, không có như vậy. Thì nói chung là kỳ này Mỹ nó quyết tâm là nó rút ống thở nhanh hơn. Thì theo em nhưng nghĩ nhưng là nó mà cũng theo nhiều
nhiều. Theo như em nghĩ là dạ. ông cái em nghĩ nè, giữa tại vì là lúc ông Biden lên á, là nó mang cái tính cách là nó đang là cái cuộc chiến giao thời, gần giao thời, em hiểu không? Thì cái cuộc dạ. chiến này á, là mình phải xét tất nghiệm, tức là nó có từ rất lâu, tức là mình phải xét dạ. về vấn đề cái góc thời điểm của ông Obama đến ông Trump, tại nên mình xét những thời điểm gần nhất đây chứ mình không có thể nó nói xa điểm thì ai mà nhớ. Nhưng mà cái từ thời điểm của ông Obama đến thời điểm của ông yeah. ông Trump, và người mà tiếp cận cái vấn đề cái chính phủ của Mỹ bây giờ là ông Biden, thì tại sao mà nếu mà họ không có lấy cái chuỗi liên kết mà ông nói ông Obama, ông Trump mà ông lại đổ cho ông Biden này, thì em thấy nó có cái gì sai không đó? Theo em nghĩ là Mỹ á, mặc dù là nói chung là về cái chính sách cái gọi là cái tham vọng mà địa chính trị của người Mỹ thì em nghĩ là đời tổng thống nào cũng có hết á, nhưng mà cái phương hướng hành động thì mỗi người mỗi khác anh. Có nghĩa là theo em nghĩ là có một cái đời tổng thống thì có thể họ nghĩ rằng Afghanistan là một cái địa điểm chiến lược cần phải giữ gìn, nhưng mà đến đời ông tổng thống khác thì ông lại nghĩ khác. Theo em nghĩ là đời ông tổng khác là cái quan niệm, cái cách suy nghĩ ông sẽ khác, cho nên là cái cách hành xử ông khác. Nhưng mà theo em, quan điểm của em thì có khả năng đó là Mỹ cảm thấy là... Còn nếu mà em nói mà theo như em, như mà theo em nói như vậy rằng là theo cái người Mỹ nhìn nhận về cái đất nước của thằng Taliban, nó có cái gì để mà nó tham vọng? Theo em thì Afghanistan nó có một cái địa thế cực kỳ quan trọng, là một cái đất nước mà nó nối giữa Tây Nam Á với Nam Á, tức là nó nối từ cái Ấn Độ rồi qua cái khu vực Iran rồi qua bên đây. Anh cũng biết là cái khu vực này á, nó có một cái điểm cũng là giao thương kinh tế rất là quan trọng. Con đường tơ lụa hồi xưa Trung Quốc cũng là đi trên cái con đường này đó. Đối với một cái thứ hai là Afghanistan nó cũng có một cái đặc điểm là hình như là nó cũng là một cái nơi nuôi, gọi là một cái nơi trồng á phiện của là nhất nhì trên thế giới này nữa, nhất nhì trên thế giới. Rồi cộng với cái việc là Afghanistan là một cái nơi mà nuôi dưỡng nhiều cái thành phần khủng bố, là nhiều cái thành phần gọi là bất hảo của thế giới, em gọi là bất hảo của thế giới, cho nên là nhiều khi là Mỹ họ cũng muốn lợi dụng, không muốn chiếm nước này để buôn bán ma túy, cũng như cũng chặn, em nghĩ là cũng chặn bớt cái con đường của Trung Quốc muốn tiến ra ở ngoài khu vực khác để mà phát triển kinh tế. Cho nên là em nghĩ là Afghanistan là hàng đầu. Chưa kể là ở xung quanh Afghanistan là còn có Iran, mà Iran thì anh cũng biết rồi, là Iran là kẻ thù không đội trời chung của người Mỹ nữa. Thì cái chuyện mà chiếm Afghanistan thì cũng coi như là một cái rồi. Nếu mà thôi được rồi, được rồi, em nói vậy là nó cũng khá đầy đủ rồi. Bây giờ anh hỏi thêm nữa nè, nếu mà đã là mục tiêu của Mỹ, đúng không, đã là mục tiêu của Mỹ thì họ đã đầu tư 20 năm, khi họ rút mà họ không được cái gì, đó là cái nỗi đau của nước Mỹ hay là riêng của mỗi người tổng thống? Em nghĩ là người Mỹ mà rút đi thì theo em nghĩ đó là cái tác trong giới lãnh đạo của nước Mỹ đó, một cái tác, vì cái tác này là cái tác niềm tin. Anh tạo lên cái thể, anh đến đây anh có được cái quyền lợi, anh tạo ra một cái tổ chức, một cái chính thể, mà cái chính thể đó phục vụ cho quyền lợi của anh, mà anh rút đi trong khi cái chính thể nó đang ngoi ngót á, thì điều đó sẽ khiến cho những cái chính thể khác, những cái nước khác hay những cái chính thể khác mà đang chịu cái sự khống chế của anh hay là cái điều tắc của anh á, người ta sẽ nghi ngại. Tại vì bây giờ bố nuôi mình là suốt mấy chục năm, mà một trong những người con nuôi của bố bỏ đi, thì những người con nuôi khác họ cũng sợ. Theo em nghĩ tâm lý họ cũng sợ, họ cũng hoang mang, họ cũng cực độ chứ. Cho nên là em nghĩ cái thiệt hại lớn nhất của người Mỹ đó là cái niềm tin á. Cái niềm tin của những cái đất nước, những cái chính thể mà nhưng mà em, nếu mà em nói vậy thì cũng được rồi, nhưng mà cho hỏi thêm nữa nè, là em nói là nhưng mà sau lưng của nó là em biết là thằng Mỹ nó thâu cỡ bao nhiêu nghìn tỷ nằm ở trong cái khoản đó không? Cái này thì em cũng không rành, chắc là phải một thời gian sau Mỹ nó mới công bố hết là lợi nhuận thật sự là nó có được bao nhiêu á anh. Được rồi. Em cho Vũ Hải Giang lên rồi đã chập em lên tiếp. Dạ, đúng không? Em cảm ơn anh Mã Đáo. Rồi để cảm ơn em nhiều. Em chào anh Mã Đáo chủ nhà.
Em chào anh Chu Phan, em chào chú Phú, em chào tất cả mọi người. Nói chung là em thì nó cũng không có sách vở gì cả, nhưng em chỉ thấy nó như thế này thôi này. Quan điểm của em là một cái chính quyền mà nó được dựng lên bởi một cái thế lực ngoại bang ấy, thì thực ra là nó không được cái lòng dân. Thử hỏi 20 năm qua các người làm cái gì, 21 năm luôn. Đấy nói tại vì lịch sử thế giới mình thấy hai cái đấy, mình có nói thế không biết chúng ai chúng. Thế 20 năm mới 21 năm mà các người cứ nói là các người hóa văn minh. Thế thì bây giờ 20 năm qua các người không xây dựng được cái lòng dân, không xây dựng được cái nền tảng xã hội. Thế để khi nó rút ra cái ống thở một cái thì các người chết luôn ngấp ngoái. Thế thì thực ra thì em nói là bây giờ kể cả bây giờ dù rằng anh em mình nhà giàu chắc anh em mình phải tìm cách để bảo vệ an ninh, ví dụ xây cái tường rào phải không anh, hay nuôi con chó bác dê ví dụ thế, hoặc xây dựng cái mối quan hệ với hàng xóm đúng không. Đấy thì nó là đấy là cái cách để cái cuộc sống nó như vậy. Thế nói như Bùi Tùng ấy thì bảo là ừ thì cũng công nhận thôi, nhiều người nói bảo là Taliban nó là một cái thế lực khủng bố, nó điều khiển đất nước theo cái chính sách cực đoan. Ví dụ từ những năm trước khi Mỹ tới ấy, thì là cái Taliban đang lãnh đạo đất nước Afghanistan theo một cái đường lối lãnh đạo rất là cực đoan, ví dụ như ném đá đến chết này. Đấy nó bị nhiều cái cách lãnh đạo của cái cực đoan theo cái kiểu đạo Hồi ấy. Thế nhưng mà thực chất ấy, thì không hẳn là người dân Afghanistan ngày hôm nay á thì đánh giá Taliban là chế độ ưu việt hơn để họ lựa chọn, phải không anh? Nhưng mà sau 20 năm sống dưới các chính thể thân Mỹ thì hầu hết những người dân Afghanistan thì đã nhìn thấy được là đã trở thành nạn nhân của cái chính thể bù nhìn. Và khi chính thể ấy chỉ chăm lo nó là nó chỉ vun vén cho cái quyền lợi của các tầng lớp trên của nó, là những cái ông đứng đầu ở cái thủ đô Kabul và các đô thị mà có những ông quan to ông ấy nắm quyền điều hành, phải không? Chứ còn đâu cái người dân thì lại cảm thấy mình bị bỏ quên. Cho anh hỏi hỏi chỗ này nè. Anh hỏi là như vậy là bây giờ em thống nhất giữa cái Afghanistan và Taliban nó cùng chung một đạo Hồi đúng không? Là sao anh? Đúng không? À đúng rồi. Rồi bây giờ anh hỏi thế này. Đứng trên cái góc độ mà lãnh đạo của đất nước á, mà em có một cái chủ thuyết về vấn đề về cái đạo giáo của em á, thì em thấy cái vấn đề mà trên cái về mặt cái quản lý như vậy, quản lý về một cái nhà nước như vậy á, thì nó có nên là để một cái vấn đề là cái đạo nó có xen kẽ vào cái chính trị không? Theo như em ấy thì ngoài cái đạo ra, ngoài cái đạo của mình ra thì mình lại phải học tập cái cách quản lý của một cái hệ thống nhà nước theo cái xu thế chung của thế giới nữa. Thì ví dụ như lần này mà Taliban lên thì theo như em nghĩ thì chắc họ sẽ có những cái kinh nghiệm hơn mà họ sẽ nhìn rộng ra cái thế giới hơn, bởi vì 20 năm trời để mà lấy lại được cái chính quyền này, và đồng thời là theo như em nghĩ là phải có lòng dân nữa anh ạ, thì người ta sẽ có cái kinh nghiệm mà người ta sẽ học tập và người ta sẽ được bỏ đi những cái mà nó cực đoan. Đấy, người ta sẽ được bỏ đi những cái cực đoan quá, người ta sẽ không đi lại cái vết xe đổ để người ta sẽ nhận những cái thất bại thêm một lần nữa. Đấy, em theo như em là như vậy, trừ khi người Mỹ quay lại chứ không có, thì theo như em nghĩ thì lần này họ sẽ rút ra kinh nghiệm và họ sẽ điều hành đất nước một cách tốt hơn, và những cái liên quan đến đạo giáo thì có thể là nó đâu đó người ta vẫn còn phải quy định, người ta vẫn còn phải có những cái lễ nghi nó liên quan đến tôn giáo, nhưng mà những cái cực đoan quá thì theo như em là chắc là người ta cũng bỏ. Và theo như em thì cũng không đồng ý là mình áp dụng hết những cái điều luật của tôn giáo vào cái hệ thống lãnh đạo của một quốc gia. Đấy, em theo em nó là như vậy. Chứ còn bây giờ không hẳn, em nói không hẳn là tự dưng mà người dân Mỹ nó không chọn Taliban vào cái thời điểm này mà tự dưng lại Taliban lại đánh chiếm dễ dàng như vậy. Anh không hiểu không? 75.000 quân. Đấy, 75.000 quân. Vũ khí thô sơ, đấy, ăn còn không đủ. Trốn gọi là đánh du kích rồi trốn chỗ này chỗ kia, mà đối đầu với một đạo quân 300.000 quân chính quy, vũ khí thì trang bị tốt hơn, cộng với sự hỗ trợ của một cường quốc quân sự như Mỹ mà cuối cùng lại không làm gì được. Thì một năm đầu, hai năm đầu thì không nói làm gì, 20 năm rồi các người làm nhưng, cái gì? Nhưng mà cái câu hỏi của anh thì như vậy là nó có cái liên can cái vấn đề cái thể chế của Việt Nam Cộng Hòa có thời thời ông Diệm ấy mà. Tại vì ông Diệm cũng là một cái dạ thì đấy thì em vẫn nói là bây giờ một lúc mới khởi đầu em nói rồi 20 năm 21 năm thì mình muốn nói cái gì,
là mình nói cái Việt Nam Cộng Hòa đấy cũng là như vậy thôi. Anh điều hành mà ví dụ như ông Diệm thì vừa mới lên một cái là đã gian dối rồi, đã gọi là dùng cái đạo bên những cái người cái công dân mà có cái đạo ở đấy để ép, thì các anh em mình ở đây chắc ai đã tìm hiểu rồi, ép người ta hoặc là mua lá phiếu đấy mà đánh vào cái niềm tin tôn giáo để mưu cầu cái lá phiếu, Đúng rồi. cuối cùng mà gian gian dối để nhận được cái chức cái lần đó thôi, chứ còn tổng tuyển cử cử thì vẫn cuối cùng vẫn đâu có dám tìm mọi cách để trì hoãn để không cho nó diễn ra đấy. Nó là như vậy. Em nghĩ rằng là 20, em nghĩ rằng là thời gian nó là một câu trả lời quá chính xác, không có cái gì để mà lấp liếm. Và ngày hôm Rồi. nay đúng thật, ngày hôm nay thì nó thêm một cái chứng, nó thêm một cái sự kiện lịch sử như này nữa thì Rồi, để anh càng thấy cũng cho những hỏi cái câu hỏi người. đó, thì bây giờ anh hỏi em lại là đã làm chính trị thì nó có ghép về tôn giáo như như vậy, là em trả lời là có hay không? Thì người ta, em cũng thấy là có chứ, người ta cũng lợi dụng, đôi khi người ta lợi dụng với cái mục đích cá nhân hoặc là mục đích của một cái tổ chức đấy, thì người ta cũng cứ cứ lợi dụng vào đấy, nó tùy từng tổ chức, tùy từng cá nhân khác nhau anh, nhưng mà theo em nó là có. Nhưng mà bạn bạn Hà Tĩnh nói là đạo hồi rất là căng lắm, như so như vậy rằng như là một nhà nước của thằng áp thằng thằng Taliban mà có nghĩa là bỏ cái đạo ra mà để quản lý đất nước thì cũng hơi hơi hơi, hơi khổ hả. Rồi, cảm ơn em nhiều. Indonesia cũng là đất Rồi nước để Hồi à, giáo lớn đấy. Dạ em cảm ơn. đúng rồi đúng rồi. Rồi, Dạ. ok, cảm ơn nhiều rồi để